Phiền thế. Phiền gì, đừng học tôi. Mẹ tôi quá đáng và là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi việc về tôi. Đừng ở trong sung sướng mà không biết bố mẹ tôi chỉ gửi tiền mà không quan tâm. Có một kiểu lạnh là mẹ thấy bạn lạnh, nhìn xem tôi mặc như búp bê nha. Mẹ tôi không bao giờ hỏi han. Cách thể hiện tình yêu duy nhất là cho tôi tiền mua đồ. Chúng ta hãy trải nghiệm cuộc sống của nhau trong một ngày nhé. Ai sợ ai? Chứng mạng. Các em hãy lấy bài kiểm tra tối qua ra. Đọc sách của bạn quá bừa bộn. No, không thể đổ lỗi cho tôi. Chỉ có tôi mới tìm được đồ cần từ tập. Điện thoại hoặc đồng hồ có bị tắt tiếng không? Yên tâm, vào mỗi buổi tối chỉ có mẹ là người gọi cho tôi. Sáng nay không ai đến tìm tôi cả đâu. Đồng hồ của tôi. Bố mẹ chi trả cho anh ấy nhiều tiền như vậy, chắc tôi phải ăn một bữa thịnh soạn. Tôi có rất nhiều tiền nhưng lại không biết xài như thế nào cho hợp lý. Thôi muốn mẹ tôi.